Em này dùng để tẩy nốt ruồi hay lắm nha mọi người. Mọi người biết chưa, cái này là tẩy ruồi cũng nghe nha. Mọi người hỏi em là tẩy thì sao, tẩy có vấn đề gì không? Thực sự cái em này bán rất là nhiều năm luôn. Những cái dòng sản phẩm mà em review đi review lại là những dòng sản phẩm mà em thực sự nhấn mạnh cho mọi người cực tốt luôn. Đây là dòng sản phẩm tẩy nốt ruồi ở trên da mặt, ở trên body, chỗ nào có một ruồi mình cần tẩy, mình tẩy sạch luôn nha. Mọi người ơi, mình chỉ cần lấy cái bông tăm nhúng vào trong cái dung dịch này một tí, sau đó là chúng ta sẽ là chấm vào những cái điểm mà dạng như là bị mục ruồi á, mình chấm lên, hoặc là trong này nó có cây nè, có cái cây sẵn mình mở nắp ra rồi mình lấy mình chấm lên, mình chấm cái chỗ mục ruồi thôi, đừng có chấm lung tung nha mọi người. Chấm lung tung thì nó sẽ, tại vì nó tẩy ruồi mà, nó tẩy một ruồi theo thôi chứ nó không có tẩy gì khác nha. Hãy lưu ý là chấm đúng cái chỗ mục ruồi đó, mỗi ngày mấy chị chấm cho em 2 đến 3 lần. Và lưu ý là trước khi chấm á, mọi người vệ sinh sạch sẽ cái vùng nốt ruồi đấy để nó không bị tìm lem ra. Mình chấm vừa đủ thôi, đừng có để tìm lem ra nha. Sau em thấy khách của em cũng như là hồi bữa em sử dụng á, chấm lên nó có điểm rát lắm nha mọi người, ráng chịu đựng, ráng chịu đựng. Chấm 2 3 lần tự nhiên cái mục ruồi nó rụng mất á. Đó, mình rất là an tâm, và nói chung là giá thành của nó cũng khá là rẻ nên mọi người có thể sử dụng tại nhà. Và lưu ý là không được chấm ở những vùng không có mục ruồi, cũng như là đừng va vào mắt hay là mũi tai, nói chung là cái chỗ nào bằng miệng hoặc là mắt đồ, mọi người cần lưu ý mở ra cũng cẩn thận một tí nha, để đảm bảo cái an toàn sức khỏe của mình. Nói chung là cũng đơn giản lắm, chỉ cần mở nắp ra chấm lên chỗ đó là xong. Đó, đây là dòng sản phẩm chính hãng của Nga nên mọi người yên tâm nha. Này em mới về cái lô sau Tết, số lượng hàng cũng rất là hạn chế nên mọi người mua tẩy nốt ruồi liên hệ cho em sớm qua số điện thoại hotline là 0355 838057 hoặc là 0773 393 7979 nha. Facebook chính của em là Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, mọi người liên hệ sớm, liên hệ ngay nha. Bye bye.